Vô lần nữa đi. Bây vô trễ quá rồi. Thiếu lạnh nữa hả? Ok, hồi nãy thấy ở đây nhiều lắm mà. Em làm chung được rồi. Còn mà giống như đó cũng đúng. Ra ra ra. Đây nè, hồi nãy á tụi nó uống quá trời luôn. Nó vô một cái ồn ào luôn. 54 tuổi rồi. Em kêu anh lấy nắp kìm cho em. Anh không có em đi. Phải không? Anh nói hết rồi thì em bỏ vô phiếu. Em đâu có xài đâu. Ở đây đâu có xài đâu. Đằng sau đâu có xài đâu. Xài trước đi. Nó vừa vô một cái mình cầm phone lên mà quay không kịp luôn. Rồi góc sát trước đi. Johnny, góc sát trước, góc sát. Ê, đi của em đây. Vô. Thay là tới đây là ăn ít uống nhiều rồi, nhắm xe. Tại vì mấy người này nó huấn luyện quá trời rồi bây giờ. Bà con là anh ở đâu? Anh ruột. À, bà con. À. Dạ, ơi góp cho anh Hùng nè. Anh Hùng với anh Cao kìa. Anh Hùng, Cao. Cao. Anh Hoàng, góp cho anh Hoàng nè, sát nè. Anh mấy cái ly sát mới đó cho em. Không phải còn như hồi xưa nữa. Đường sát là thật vẻ đó là không phải như hồi xưa. Anh xuống cái tủ ở trên đi. Mà, anh biết không? Bây giờ mấy cái khoang mở lên thì anh kêu xe ra cho tao hai viên và mấy chục bát nè. Hai người đụng hàng nè. Hai người chụp tấm nè. Thầm phân hả? Hai người chụp tấm nè. Hai người đẹp, mọi người áo đụng hàng luôn. Màu đen với màu đen. Say rồi đó Hoàng ơi. Hoàng như hoa. Say rồi đó. Đây, mười người đang coi luôn. Chưa mua được căn nhà đó. Một người luôn. Đang nổi tiếng, 11 người đang coi rồi. Đang nổi tiếng rồi. Trời, nó quay mình lựa lại luôn kìa. Trời ơi. Rồi quay lại luôn. Rồi vô tiếp đi. Mấy cái nãy nó vô. Cái vui quá luôn. Vô luôn. Hương ơi, thì cái đó là cái gì người Việt anh ở gì anh nấu có mấy em có gì snails ở Việt Nam á, sushi and banchan chicken. It's really not a whole lot of food, but it's a lot of fun. So that's all that matters. Oh, ốc nè, snails nè. Mày cũng like luôn hả? Ô. Em cần một tờ kiểu. Rồi lót sát kìa. Nó say rồi đó. Bắt đầu em thì nó bắt đầu lót sát rồi đó. Gì? Vô cái nhập cầm hả? Cầm quay vô hả? Dạ, dạ. Nó say rồi hả? Mày Rồi vô, uống sát.
Anh Hùng muốn rồi phải không? Dỗ luôn. Anh Hùng bữa con nè. Quay dùm cho anh đi, quay dùm cho anh đi. Anh đốt sát cho anh Chí nè. Uống này đỡ hả? Em hiểu nó. Nhưng mà con đi. Good night, bro. I see you in California, lockdown. Everyone is locked down in California. I feel you. San Diego, baby. SD. Sup, baby. Lily Ngọc. Today is somebody's birthday, and it's a Christmas party. Tiffany Lệ, from North Jersey, Jersey City. What's up? Chị. Rồi nó say rồi đó. Tiffany Lệ. Anh yếu anh không ra gió. Every party, right? Cái đó chuyện như tao, là ngoài, ngoài đã có